Nơi đâu? Cho em xin gửi tới lời chào trân trọng và đến toàn thể anh em cho Rung Chuyện Miền Tổ Quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách đã tin tưởng, ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt vừa qua, cũng như là các bác thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký và like share kênh Vũ Triển. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12, em xin hãy giới thiệu tiếp với các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Đà Lộc với model của nó là DCD900. Model này thì em bán cũng rất là nhiều rồi. Nó được sản xuất năm 1987 với giá xưởng của nó là 59.800 biên, nó tương đương với khoảng độ 12 triệu đồng Việt Nam theo thời hiện tại. Và tại thời điểm đó thì nó bằng giá xưởng của chiếc đầu Soli 227 228. Và giá thì bây giờ nó rẻ hơn cả triệu đồng đấy ạ. Ở chiếc đầu này thì sở hữu cái xe ngang của nó là 43,4 cm, chiều cao của nó là 9 cm và chiều sâu của nó 32 cm. Nó nặng là 4,5 kg. Mắt đọc thì dùng mắt đọc của Sony 123, nó dễ thay thế và không kén đĩa. Giá thay thế chỉ hết 205.000 thôi. Chip giải mã của chiếc này thì dùng hai con chip giải mã PCM 56 và con CXD 1135. Cho ra chất âm, trầm ấm và chi tiết. Đồng hồ quát hiển thị rất là sáng này. Về phần ngoại hình thì em quay chi tiết để bác được chiêm ngưỡng phần ngoại hình. Ở đây có một cái vết xước nhỏ và em chấm nước sơn đây rồi. Đấy. Ở đây phím bấm lại có vết xước này, mờ mờ thì không đáng kể. Về phần cạnh trên đây, cạnh trên của nó thì có vết xước mờ nhé. Phần nắp lưng đây, nắp lưng có vết xước ạ, anh em để cái phần sơn zin của nó đây, có chày đây. Đây có chày. Model của nó là DCD900, điện 100V, công suất của nó là 14W. Số đi máy của nó là 70115171183. Chiếc đầu này thì chỉ có một đường á lốc ra thôi. Và đây là cái phần nội thất bên trong. Đây là phần nội thất bên trong của chiếc này thì còn rất là mới. Máy móc zin nguyên bản, mặt đọc cũng zin theo máy luôn. Đấy. Và đây có chip giải mã đấy ạ. PCM56P nó nằm đây. Và con CXD 1135 nó nằm đây. Đấy. Tụ lọc này, tụ lọc nguồn lớn. Lên đến 3.300 mi và 25V. Đấy. Cơ chụp. Rồi, và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng như các chức năng hoạt động của chiếc đồng này để cho bác được thưởng thức ạ. Đầu thì đọc tốt, đĩa lòng xanh là đĩa sao chép, đĩa lòng vàng và đĩa lòng trắng nhé. Và hôm nay em test CD sao chép của Hà Vân 3 để cho các bác được thưởng thức đĩa chép của lọc xanh. Thì hiện tại CD gốc của Hà Vân đây. Đây, CD gốc của Hà Vân 3. Đấy, Hoàng Thị Thơ tuyệt phẩm này. 23. Đấy. Là bên em vẫn có các bác nhá. Bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em. Thì CD Hà Vân 3 này là giá là 150.000. Đấy. Rồi cái Hà Vân 2. Hà Vân 2 bên em cũng vẫn còn đúng nhé. Đấy, vẫn gái ra. Đấy. Giá là 120.000. Còn đây. Đấy, đây là CD của Hà Vân, của Nhớ Quê Hương do trung tâm Auto Space phát hành nhé. Giá cũng 120.000. Và đây nữa. Đấy. Hà Vân và chuyến xe 5 triệu của Hà Vân. Đấy.
Đấy. Bác nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ với em, và bên em còn có cả những CD của Phương Anh, rồi là của Phương Phương Thảo, của Thúy Hà, CD gốc do Space phát hành. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ với em. Rồi. Và giá của chiếc đầu này hôm nay em bán với giá là 1 triệu đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền. Bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại là 0907 223 269, em ở thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Trên đồi vắng qua rừng sâu cho tâm hồn
buồn hết âu sầu, không còn nhớ không còn thương, bóng người xưa quên thế cũ, không còn nhớ không còn thương, mối tình xưa quá bẽ bàng. Một mình một bóng, đời mình một mình một bóng, tranh phanh lạc loài, bóng ai còn đi. Rồi ngày nào đó, một ngày rồi ngày nào đó, không ai kêu ta, có ai gặp ta. Ta đi bơ vơ bên gành đá, trên sườn non, trên ngựa hoang bước mơ hồ. Ta đi sông chơi ven bờ suối theo bầy nai, đi tìm quên cơn mê này. Một sáng trong mùa đông, trên nệm êm lá vàng úa, không còn nhớ không còn thương, ta nằm yên trên bên đường. Đọc cực tốt ạ. Từ kiếp nào ta ngỡ bơ vơ, người ân sao nỡ xa ta. Từ kiếp nào tình ngỡ tình sâu, và lòng thì ngỡ lòng buồn, lòng ngỡ lòng buồn, vì lòng tìm mãi tình hồng, tìm mãi tình hồng, mà tình thì mãi mịt mùng. Ai đi tìm ai suốt đời, ai đi tìm ai suốt đời. Tình yêu nào như đến trong mơ, tình yêu nào em anh như thơ, tình yêu nào lòng cứ đợi chờ từng phút từng giờ, mà tình thì đến nào ngờ, tình đến nào ngờ, vì tình nào có hẹn giờ. Em đi tìm anh suốt đời, em đi tìm anh suốt đời. Đời em ngỡ chết theo ngày buồn, buồn lẽ nói thấy đâu niềm vui, niềm vui đó xót xa đợi chờ, giờ đã tới với tình anh trôi. Tình yêu này em nhớ ơn anh, tình yêu lòng cảm thấy nghẹn lời, lòng thấy nghẹn lời, vì tình hồng rực rỡ một trời. Em tôn thờ anh suốt đời, em tôn thờ anh suốt đời. Em xin phép được dừng video test ở đây. Thì trước đầu này em bán với giá là 1 triệu đồng. Em bao cái ship toàn quốc cho là chuyển đủ tiền. Bắt đầu là cọc thì tự trả cái ship giúp em. Số điện thoại con là 0907 223269 ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Em cảm ơn các bạn đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau ạ.